Lũ chết tiệt, ta sẽ giết hết các ngươi, báo thù cho đồng loại cameraman của ta. Tên chết tiệt này, ngươi bị ngáo à? To gan dám xâm nhập vào nơi đây. Chết đi, chết đi, ăn lấy súng điện của ta nè. Hả? Mau dừng lại, tên cameraman kia. Ngươi to gan dám tới lãnh địa của loài quái vật toilet bọn ta, giết hại thuộc hạ của ta là sao? Cái gì? Trên một bài khác còn có tên quái vật bồ câu chú tể nữa à? Hay lắm, tới đây một lượt đi, ta sẽ liều mạng chết chung với các ngươi. Chết đi! Ngươi to gan, vô duyên vô cớ tới đây sẽ hại bọn ta là sao? Khốn kiếp, các ngươi giết hết lời của ta, dám làm mà không dám nhận à? Ta sẽ dùng súng điện này kích nổ chết chung với ngươi. Mình còn sống. Cuối cùng mình làm được, cuối cùng mình đã báo thù cho dòng loại cameraman của mình rồi. Mọi người ơi, người của mình đau quá, khẩu súng điện của mình còn hư hỏng nữa. Tình chúa tể quái vật bồn cầu này có một hệ thống điện thật là khổng lồ. Vì là mình phân rã cơ thể của hắn lắp ghép vào người của mình. Wow, trong những người mình to ra hơn một chút mà súng điện của mình còn lợi hại hơn. Hay lắm. Mọi người ơi, tôi về rồi, tôi về với mọi người rồi, tôi đã giúp mọi người báo thù rồi. Mọi người cứ nhắm mắt ra đi vui vẻ, được chuyện gì còn gian dở của mọi người, tôi sẽ thay thế mọi người thực hiện. Này, tên kia, ngươi là ai? Sao ngươi lại tới thế giới cameraman này? Là nữ hoàng camera vua mình. Bà rõ ràng đã mất tích cùng vua cameraman rồi mà. Sao bà lại xuất hiện ở đây? Còn đức vua của chúng ta ở đâu? Ngươi cũng là một thần dân của loài cameraman à? Nhưng ta chưa bao giờ thấy ngươi cả. Đúng vậy, ta và đức vua bị kẻ thù truy sát. Đức vua vì muốn bảo vệ ta, đã chặn bọn chúng lại. Còn ta trốn về đây nè. Thưa nữ hoàng, tôi là một cameraman cầm súng điện nhỏ bé trước đây. Tôi được đức vua giao một nhiệm vụ bí mật, đi về phía tây xa xôi tìm kiếm một thứ nguyên liệu quý hiếm. Tôi đã tìm được. Bây giờ quay về đây thì thấy cảnh tượng tất cả đồng loại của chúng ta bị giết. Tôi nghĩ chắc chắn là lũ quái vật bồn cầu ra tay, nên tới lãnh thổ của bọn chúng náo loạn. Cái gì chứ? Nhưng lũ quái vật bồn cầu cũng đáng chết. Người có giết bọn chúng cũng không sao, nhưng kẻ thù thật sự tàn sát loài của chúng ta là lũ Smith Cabin. Bà nói cái gì chứ? Nhưng trước giờ họ với chúng ta đều là thân thuộc với nhau mà. Sao họ lại làm vậy? Ta biết người sẽ khó tin, nhưng đó là sự thật. Có lẽ bây giờ đức vua đang bị bọn chúng giam cầm. Khốn kiếp. Được rồi, nữ hoàng, bà tìm chỗ nào nấp cho an toàn đi. Tôi sẽ đi cứu đức vua. Cuối cùng hắn cũng bị mình lừa. Thật là tội nghiệp cho đức vua loài cameraman. Ông ta đã lấy nhầm một ủ vợ độc ác và nham hiểm, đã hại chết ông ta lẫn đồng loại của ông ta. Thưa chú tại Speakerman, vậy ngày đêm ông ấy về đây làm gì? Mụ vợ của ông ấy đã dẫn dụ tình nhân giết sạch tất cả những cameraman, thậm chí còn đến bắt ông ấy ăn thịt. Cũng may ta xuất hiện kịp cứu lấy ông ấy, nhưng đáng tiếc ông ấy bị thương nặng quá, đã qua đời rồi. Lũ khốn kiếp, thì ra chính các ngươi là hung thủ giết loại cameraman của bọn ta. Không phải là cameraman đã chết hết rồi sao? Sao lại xuất hiện một tên thế này? Đúng vậy, ta là kẻ còn sống lại cuối cùng. Chính ông trời muốn ta tới đây gặp các ngươi để báo thù. Ngươi nói cái gì chứ? Ta không thù không oán với loài cameraman các ngươi. Thậm chí hai loài chúng ta đều thân thiết, tại sao ta phải ra tay giết họ chứ? Ngươi câm mồm đi. Chính nữ hoàng cameraman, vợ của đức vua của ta, đã bảo rằng các ngươi chính là hung thủ. Bây giờ chịu chết đi. Mẹ kiếp, tên điên này, mau bảo vệ chúa ta Speaker Man của chúng ta. Lũ khốn kiếp, xuống địa ngục chịu tội đi. Hả? Không, sao ngươi lại giết thuộc hạ của ta? Tên chết tiệt này, ta đã nói rồi, ngươi đang hiểu lầm bọn ta đó. Bọn dừng lại đi. Hiểu lầm gì chứ? Nhân chứng, vật chứng quá rõ ràng. Chịu chết đi. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Cameraman cầm súng điện kia. Chết tiệt. Sao
Sao ngươi không giết ta luôn đi? Ta đã bảo rồi, ngươi chỉ hiểu lầm mà thôi. Hung thủ thật sự không phải là chúng ta, hay là quái vật buồn cầu đáng ghét ở hành tinh này, mà chính là mụ vợ của đức vua Cameraman. Mụ ta đã dẫn dụ tình nhân của mụ ta chính là một ác quỷ trí tay tình, giết sạch lời các ngươi đó. Người nói dối. Ta không mắc mớ gì phải nói dối ngươi cả. Ngươi mau đứng dậy đi, rồi hãy tiến về phía sân vườn của loài Cameraman. Mụ ta và tình nhân của mụ ta đang ở đó, ngươi sẽ biết toàn bộ sự thật. Không thể nào là như vậy được. Khi ta nghe tin được loài Cameraman đang bị tàn sát, ta nghĩ tới chắc chắn là lũ quái vật bồn cầu đã tấn công. Nhưng ta không ngờ khi ta tới hiện trường, rất nhiều Cameraman đã bị giết chết. Và ở cạnh đó xuất hiện một tên ác quỷ chi tới tành màu xanh lá cùng mụ nữ hoàng Camera phú mình. Ta chứng kiến tận mắt đến không thể nào không tin được. Cũng may ta đã cướp lấy xác của đức vua ngươi về đây kịp. Nếu không, tình chi tay tình khi ăn lấy xác của ông ấy, chắc chắn không có ai là địch thủ với hắn. Vậy không lẽ đó là sự thật? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Đức vua của ngươi đã băng hà rồi, loại Cameraman phải bắt buộc có một vị chúa tể mới. Hay là ngươi hãy thay thế ông ấy, trở thành chúa tể mới, báo thù cho ông ấy và khôi phục lại loại Cameraman. Là tôi hay sao? Đúng vậy, ngươi rất mạnh và chỉ còn lại sót ngươi mà thôi. Nào, hãy tiến tới cơ thể của ông ấy, hút lấy năng lượng của ông ấy đi. Chắc chắn ngươi sẽ biến thành một chúa tể tại tỉnh Cameraman mới. Chúa tể, tôi đến gặp ngài rồi đây. Tôi xin lỗi ngài, nhưng tôi hứa với ngài, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì ngài đánh mất. Hay lắm. Quỷ thần thiên địa ơi, quỷ to lớn quá. Tôi cảm thấy sức mạnh tràn trề. Cái súng điện của tôi cũng được nâng cấp nữa. Cảm ơn ông chúa tể Smith Command. Sau này tôi sẽ đền đáp lại ông. Bây giờ tôi đi báo thù cho đức vua của tôi đây. Anh ơi, em làm theo những gì anh căn dặn rồi đó. Bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời được chứ? Chưa đâu. Tại sao em lại để cho lũ Smith Command cướp lấy cơ thể của chồng em chứ? Anh đang muốn ăn thịt hắn để gia tăng công lực. Là chúa tể Spiderman đã nói toàn bộ sự thật. Các người chính là những kẻ đã hãm hại đức vua Cameraman của ta. Gì thế này? Rõ ràng hành tinh này chỉ có một đức vua Cameraman thôi mà. Đâu lại xuất hiện ra tên thứ hai, còn nguy nga lộng lẫy hơn nữa. Người nói không sai. Ta ban đầu chỉ là thuộc hạ của đức vua Cameraman mà thôi. Nhưng ta đã trải qua nhiều biến cố để đi tìm kẻ hung thủ thật sự chính là ngươi, cũng đã khiến ta trở thành một Super God Titan Cameraman cầm súng điện. Mẹ kiếp, không lẽ người đã hấp thu toàn bộ năng lượng của tên đức vua Cameraman đó à? Chết tiệt, hắn là của ta, mau trả đi cho ta. Cái gì là của ngươi chứ? Tôi xấu xa như ngươi, không biết đến từ đâu. Còn loài bọn ta sống yên mình ở đây, tại sao lại muốn diệt hết loài Cameraman bọn ta? Đơn giản là chi tay tình bọn ta không có nhà, không có cửa, luôn lang thang vô định ở trong vũ trụ. Ta đã đến đây và phát triển trưởng thành. Sau đó ta đã lợi dụng mụ Camera vô mạnh kia để giết chết chúa tể của ngươi. Ta phải ăn được cơ thể của hắn, hấp thu sức mạnh của hắn và trở thành một chúa tể thực thụ của hành tinh này. Sau đó ta bắt muôn loài ở đây phải vi phục dưới chân của ta. Ta sẽ trở thành một đất vua mới. Người bớt hoang tưởng lại đi. Thì chết tiệt, người sẽ không thắng được loài Cameraman bọn ta đâu. Cuối cùng mình đã báo thù được cho loài của mình rồi. Đức vua ơi, tôi đã làm được.